yo. Great goose and a whole lot of hydro. Only describe us as soldier survivors. Stay laced in the best, well dressed with finesse in a white tee, looking for whitey. The girl who fly and talk so nicely. Put her in the coupe so she can feel the night breeze. We can drive through the city, no doubt. But don't say my car's topless. Say the titties is out. New this is the anthem. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình là channel Tim Lan. Và chào mừng với những bạn mới đến với kênh của mình. Thì cho những bạn mới đến đây lần đầu tiên, thì đây là channel dạy breaking từ những bước cơ bản nhất về những bước nâng cao. Đối với bạn cơ bản thì đến với channel của mình có thể qua phần danh sách phát của mình. Ở đó mình có phân loại những level 1, 2, 3 từ thấp đến cao. Và các bạn có thể theo dõi những danh sách đó để tăng từ level thấp đến cao nhé. Và hôm nay đến với bài tập breaking ngày hôm nay thì mình sẽ cho bạn một bài tập có thể nói là vừa khó vừa dễ. Dễ là thế nào? Dễ là đó là đây là một động tác rất là quen thuộc cho tất cả các tập breaking, dù là lâu năm hay là thế nào thì đều cái động tác này, đó là động tác hook. Ok, hook mũi câu. Ok, đây là phần dễ. Phần khó với nó là làm sao từ động tác hook cái này chúng ta có thể tạo ra một cách riêng của mình. Nhưng các bạn đã biết, đối với lại hip hop và nói chung và những phong cách của b-boy và b-girl riêng, chúng ta đều phải cực lạc phải những người original, nguyên bản, nguyên gốc, chất nhất. Và chúng ta không để lỡ cái move của chúng ta với những người khác. Vậy thì làm sao chúng ta sáng tạo được, chúng ta stand out được, chúng ta đột phá được. Thì lời khuyên của mình ha, đây là phần khó. Thì lời khuyên cho phần khó này của mình đó là hãy đi từ cơ bản nền tảng, là suy nghĩ làm sao từ động tác cơ bản này tôi có thể phát triển ra style của mình. Ok, và đây là một bài tập có thể là một sự ý. Và các bạn hãy lấy ứng dụng cái tư duy, cái mindset này cho tất cả những vùng bạn đang có. Và các bạn make it better, làm cho nó hay hơn, thành một phiên bản cấp 1.1, 2, 3, 4. Và sau một thời gian bạn sẽ về final, các bạn muốn riêng bạn và không ai giúp bạn được ha. Tuy dễ mà khó. Ok, hôm nay mình sẽ đến với một động tác ha, gọi là hook transition, hay có thể là nói mở rộng ra là cách sáng tạo của hook. Ok, thì hook đầu tiên mình sẽ như sau. Thì mình sử dụng là hook, ok. Chúng ta sử dụng hook ở tầng cao, tầng thấp, tầng trung bình, tầng trung bình, right, tầng trung bình, tầng thấp, floor, và có thể là freeze. Đúng không nào? Vậy thì làm sao mình có thể nối được tất cả những hút đó từ cao cho đến thấp và đi ngược lên lại. Và từ đó mình sẽ có xét là mình sẽ chơi với cái hút này, và chúng ta sẽ rất nhiều biến thể của nó. Ok, đầu tiên mình sẽ tư duy là vậy thì làm sao chơi một cái hút mình có thể đi từ trên xuống thấp. Thì là cách làm của mình. Alright, mình bắt đầu vị trí cơ bản này. Mình sẽ ra vậy thì xuống thấp với đặt thế nào. Mình có thể hạ chân xuống như thế này. Như vậy mình sẽ động tác từ cao xuống thấp. Vậy từ cái khoảng giữa ha, từ khoảng giữa động tác số 1, tác số 2 này mình sẽ làm gì? Ok, mình là có động tác ha, đi chest roll ha, xoay ngược chest roll. Mình sẽ áp dụng nó như sau. Và đây là động tác của mình. Tức mình sẽ suy nghĩ tiếp. Vậy thì làm sao từ đây sẽ xuống vị trí floor. Right, thì chỉ đơn giản là đặt chân xuống, vị trí thấp footwork cái này mình xuống. Và thì mình có động tác từ vị trí ở tầng trung là thế này xuống tới tầng footwork là thế này. Vậy thì từ những hai động tác này mình sẽ làm gì? Ok, mình sẽ suy nghĩ là đối với mình sẽ động tác đã chừng ha, cái spin right mình sẽ làm như thế này. Và sau đó mình kết hợp cả ba cái vừa rồi và động tác vừa rồi lại thì mình sẽ có một combo transition từ top xuống footwork như sau. Mình làm chậm 1 2 rolling hai kick footwork. Vậy các bạn đúng không nào? Vậy thì như mình nói ha, như vậy thì cái khoảng trống từ động tác thứ nhất sang động tác thứ hai và cũng như từ động tác thứ hai sang động tác thứ ba, đó là một khoảng không gian sáng tạo cực kỳ lớn cho dancer. Các bạn có được trở nên chất hay không, original hay không, nằm ở tư duy đó. Ok, các bạn có thể dùng
sọ threading để transition từ đây sang đây. Ok, hoặc các bạn có thể sử dụng xoay right. Có thể như thế ha, thử dụng với nó. Hoặc là có những bạn sẽ sử dụng là ha. Vậy thì cái khoảng cách, cái khoảng trống giữa mấy bạn và kia nó là khoảng không thể sáng lại các bạn. Thì đó mới là cái nơi các bạn bỏ gia vị vào, bỏ xì dầu, giấm, muối, đường, bột ngọt. Đã đồng hành hoàn hảo cho mình từ những quy định chính. Alright, tiếp tục mình có một vài idea nữa. Rồi, mình có vị trí ở đây là vị trí footwork. Vậy là thế nào mình sẽ đặt một floor nha. Alright, mình có nhớ là bây giờ mình sẽ hạ trọng tâm, hạ độ cao, có thể xuống như thế này. Và đi vào floor work rồi vậy. Ok, và mình vào vị trí hook như thế này. Right. Và bây giờ mình muốn lên lại trên trên thì mình sẽ dùng cái hook này sổ qua hút lên và tiếp tục như thế này là trên trên and trên. Như các bạn đã thấy, từ một động tác cơ bản mình bắt đầu sáng tạo nó ra và làm cho nó riêng mình và một cổ sáng chơi với nó ha. Thay vì chúng ta tất tiếp cận của chúng ta thường là chúng ta sẽ đi top rock, chúng ta go down, chúng ta footwork, chúng ta freeze hoặc chúng ta sẽ đặt power pole và sau đó là freeze. Nó là cách tư duy của mọi chúng ta và làm sao để chúng ta đột phá hơn những người khác đó là chúng ta phải chậm lại một bước để xem lại. Ok, vậy thì tôi làm windmill xong. Tổng tác tiếp theo của tôi là một baby freeze. Vậy giữa cái windmill và cái baby freeze đó tôi làm cái gì để tôi thật sự sáng tạo hơn? Thì đó là một cái mindset ha. Nó được thể hiện một cách đơn giản qua bạn hook, transition, của mình trong ngày hôm nay thì right. Rồi, đó là các bạn có thể thoải mái sử dụng cái transition này như là một bài tập ha, để giúp cho các bạn rèn luyện cái tư duy tốt hơn khi để đọc cái bài học học được point for one. Và cũng như một chiếc lý nữa là chúng ta không luyện 10.000 cú đá, chúng ta luyện cú đá 10.000 lần và chúng ta thực sự khi chúng ta nát cú đá đó cái chất lượng nó hiện ra này. This đây là của chúng ta. Các bạn hãy tập một cách làm một động tác nào đó để khi mà thực hiện cái move đó thì lên ô nó là cái này tên của bạn được ghi thương hiệu một cách đó. Ok, hãy suy nghĩ về điều đó, hãy tư duy sáng tạo lên ha, vì đây là một điều nhảy, một điều nhảy bộ và nó cần phải sáng tạo để chơi đùa với nó. Đừng nghĩ một cái công thức là chúng ta cứ làm gì như thế này thì mới là nhảy và làm breaking nó sẽ rất là chán và sẽ không ai xem một con chán cả. Ok, rồi để đúng kết lại ngày hôm nay ha, thì mình sẽ làm lại cái transition của mình để các bạn lấy đó một cái bài tập hay là real ha, làm tới làm lui và cho bạn sẽ tạo hơn. Đầu tiên mình sẽ hút, mình dùng siêu động tác hút từ ở tầng cao xuống tầng trung vịnh, sau đó xuống phần quốc hạ vị trí tay rồi xuống mặt cắt xuống bụi chỏ, đặt vai xuống và đi vào floor, sau đó đưa cái chân ra sổ vào vị trí này, nâng người lên hạ xuống chân phải, sau đó đặt chân phải qua đây lên tầng trung bình và nhảy. Ok, và đó là bài tập, các bạn hãy sử dụng nó thoải mái, really ngon, tập nhiều hơn, biến tấu với nó. Ok, và như cuối mỗi video clip mình đều kêu gọi các bạn hãy cho mình một subscribe, một like. Điều đó không phải làm cho kênh mình được, không phải nào đặt thu nhập mình lên được hay là cho mình thêm cái lượng tiền ở đó. Tất cả những mình cần làm là khi bạn ấn subscribe và like video sẽ được đề xuất nhiều hơn thì những cái bài tập và hữu ích của mình sẽ lan tỏa đến nhiều người hơn và cộng đồng chúng ta sẽ được lớn mạnh hơn bằng cách những bài tập qua những bài tập cơ bản hướng dẫn từ bước một này. Thì đó là mong muốn của mình, hãy đóng góp cho breaking của chúng ta ngày một lớn mạnh hơn. Thì mình rất hy vọng các bạn sẽ hợp tác với mình cùng chung hành trình với mình bằng cách cho mình một subscribe, một like và cũng như là để hỗ trợ cho ekip team của mình, đèn đó, camera, micro. Ok anh em vô lần nữa lần nữa về nhé, micro, camera, đèn đó. Ok chứ là Minh Mỹ, Quân
Visa.